Con hết. Con đồ ăn hết. À. Long. Có cá không? Bây giờ có điện hả con ơi? Có thể có đó. Ơi. Làm cảnh gì mà. Ơi. Ba, ba lại đây nè. Ở đâu? Làm gì? Ý, cẩn thận á. Con rồi, rồi rồi đi. Dẫn dẫn hai đi kìa, dẫn hai đi kìa. Ơi. Đi đi vô đó làm gì? Cẩn thận á, té đó. Đâu? Ơi. À. Thôi, thôi bà không đi đâu, bà không đi vô đó đâu. Thôi đi đi. Giận ba rồi. Ba đi theo con mới được. Rồi đi. Rồi đi. Thấy gì chưa? À cái này máy phát điện. Máy bơm. Ba ăn gì hả? À. Đố con thấy hoa hướng dương. Đứng ngoài đâu có vô được. Rồi vậy.